Xin chào các bạn, hiện nay mình đang ở La Bá Tần, ở mù Cang Chải, Lào Cai. Đang thăm ruộng lúa bậc thang bông xôi đây. Bây giờ tôi sẽ quay một vòng để các bạn thấy anh em xin theo nhà tôi đây. Thằng nào mà không bị lộ diện thì tốt nhất là ra ngoài. Đây, rất tuyệt vời. Đấy. Xin chào bác Tuấn Lào. Thế này là... Thế hình anh. Cho em có hình, đa. Bạn sẽ vợ rồi anh ạ. Thằng này nó không sống không? Ok, đấy, một vòng rồi. Đấy, đây là các mà... Mết. Các ông bà, rất đẹp. Phải nói là được ngắm các ruộng lúa bậc thang ở mù Cang Chải, mùa nước đổ rất là tuyệt vời và không có từ nào để diễn tả nổi. Sau khi mà chúng ta ngắm ruộng lúa ở đây thì tôi sẽ cùng các bạn men theo một con đường nhỏ xuống các bản và chúng ta sẽ đến Tú Lệ tiếp tục ngắm lúa. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là nghe nhạc và thưởng thức những cảnh đẹp ở nơi đây, và tôi không cần nói gì thêm nữa. Mời các bạn